cũng có hiện quán và do kia chấp nên không thể đắc quả, cũng không hiện quán đều là hí luận. Vì chẳng phải trong tất cả pháp tánh bình đẳng có các hí luận, nếu lìa hí luận mới được gọi là pháp tánh bình đẳng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, thì trong đây những pháp gì là pháp tánh bình đẳng? Phật dạy: Này thiện hiện, đối với chỗ nào không có hữu tánh, không có vô tánh, cũng không thể nói là tánh bình đẳng, thì như vậy mới gọi là pháp tánh bình đẳng. Thiện hiện nên biết pháp tánh bình đẳng đã không thể nói, cũng không thể biết, trừ tánh bình đẳng, không có pháp có khả đắc, lìa tất cả pháp không có tánh bình đẳng. Thiện hiện nên biết phàm phu hay thánh giả đều không thể hành pháp tánh bình đẳng, vì đó chẳng phải là cảnh giới của họ. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp tánh bình đẳng có phải là cảnh giới của Phật đã hành động không? Phật dạy: Này thiện hiện, tất cả thánh giả đều không thể hành pháp tánh bình đẳng, cũng không thể chứng, nghĩa là những bậc dự lưu cho đến độc giác hoặc các Bồ Tát hoặc các Như Lai đều không thể đem pháp tánh bình đẳng làm cảnh giới sở hành, trong đây tất cả hí luận phân biệt đều không hành. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Như Lai đối với các pháp đều được tự tại, vậy tại sao cho rằng pháp tánh bình đẳng chẳng phải là cảnh giới sở hành của Như Lai? Phật dạy: Này thiện hiện, Như Lai đối với pháp dù được tự tại, nhưng vì tánh bình đẳng cùng với Phật có khác, nên nói là cảnh giới sở hành của Phật. Còn nếu tánh bình đẳng cùng với Phật không khác, thì làm sao nói được Phật sở hành cảnh giới kia? Thiện hiện nên biết, nếu pháp tánh bình đẳng của phàm phu cho đến pháp tánh bình đẳng của Như Lai đều đồng nhất tướng, thì gọi là vô tướng, là nhất tánh bình đẳng, không hai, không riêng khác, nên không thể nói đây là pháp tánh bình đẳng của phàm phu, nói rộng cho đến đây là pháp tánh bình đẳng của Như Lai. Đối với nhất tánh bình đẳng này, các tánh bình đẳng đã bất khả đắc, ở trong ấy tướng sai biệt của phàm phu hay thánh giả cũng bất khả đắc. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu trong tất cả pháp tánh bình đẳng có các tướng khác nhau đều bất khả đắc, thì các phàm phu và dự lưu vân vân, pháp và hữu tình cũng không khác nhau. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Ở trong tất cả pháp tánh bình đẳng của phàm phu, thánh giả, pháp và hữu tình đều không khác nhau. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu trong tất cả pháp tánh bình đẳng của phàm phu, thánh giả, pháp và hữu tình đều không khác nhau, thì tại sao lại có Tam Bảo xuất hiện ở thế gian, lại có Phật Pháp Tăng không khác nhau? Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Phật Pháp Tăng Bảo cùng với tánh bình đẳng có khác nhau không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như theo con hiểu nghĩa Phật này thì Phật Pháp Tăng Bảo cùng tánh bình đẳng đều không khác nhau. Vì sao? Vì Phật Pháp Tăng Bảo cùng tánh bình đẳng, tất cả như vậy, đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Vô sắc, vô kiến, vô đối nhất tướng gọi là vô tướng. Nhưng vì chư Như Lai, đối với Pháp vô tướng dùng phương tiện thiện xảo thành lập các Pháp và hữu tình danh tướng khác nhau, đó là phàm phu và Pháp, cho đến đây là Như Lai và Pháp. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Chư Phật đối với Pháp dùng phương tiện thiện xảo thành lập các Pháp và hữu tình danh tướng khác nhau. Lại nữa, này thiện hiện, ý ông thế nào? Nếu Phật không chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, giả sử có chứng nhưng nếu không vì hữu tình lập ra các Pháp, các loại danh tướng khác nhau, thì làm sao các loại hữu tình có thể tự biết đây là địa ngục, nói rộng cho đến đây là phi tưởng phi phi tưởng xứ, đây là sắc thọ tưởng hành thức uẩn, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, đây là tất cả tướng diệu nguyện trí, đây là trí nhất thiết trí, đây là tam bảo, đây là tam thừa. Các là hữu tình đối với danh tướng khác nhau như vậy có thể tự biết được không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không biết. Nếu Phật không vì hữu tình mà lập ra danh tướng khác nhau như vậy, thì các loài hữu tình không thể tự biết được. Phật dạy: Này thiện hiện, vì vậy nên chư Phật đối với Pháp vô tướng dùng phương tiện thiện xảo, tuy vì hữu tình mà lập ra các loại danh tướng khác nhau,
Nhưng ở trong pháp tánh bình đẳng đều không bị rối loạn của thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, chư Phật đối với pháp tánh bình đẳng đều không dao động, còn phàm phu cho đến Bồ Tát ở trong pháp tánh bình đẳng cũng không bị rối loạn sao? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, tất cả pháp và các hữu tình đều chẳng vượt ra khỏi tánh bình đẳng. Nên biết tánh bình đẳng của chân như nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng là như vậy. Các pháp của phàm phu và thánh già cùng với cảnh giới chân như đều không khác nhau. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các phàm phu và các thánh giả cùng tất cả pháp tánh bình đẳng đều không khác nhau, thì làm sao tất cả pháp và các hữu tình có tướng khác nhau, nên tánh cũng phải khác và pháp tánh cũng phải khác, nghĩa là tướng của sắc uẩn vân vân có khác nên tánh cũng phải khác, nói rộng cho đến tướng hữu vi vô vi có khác nên tánh cũng phải khác. Bạch Thế Tôn, các pháp như vậy nên tánh khác nhau thì pháp tánh cũng phải khác nhau. Như vậy làm sao đối với các pháp, các tướng khác nhau này có thể an đập pháp tánh vào nhất tướng? Các đại Bồ Tát khi hành bát nhã và làm mật đa sâu xa, làm sao không phân biệt pháp và hữu tình có các loại tánh riêng biệt? Nếu chẳng phân biệt pháp và hữu tình có các loại tánh riêng biệt, thì thật ra không thể hành bát nhã và làm mật đa sâu xa. Nếu không thể hành bát nhã và làm mật đa sâu xa, thì thật ra không thể từ địa vị Bồ Tát này đến địa vị Bồ Tát kia được. Nếu nhất định không thể từ địa vị Bồ Tát này đến địa vị Bồ Tát kia, thì không thể nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Nếu nhất định không thể nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, thì không thể vượt qua các địa vị thanh văn độc giác. Nếu nhất định không thể vượt qua các địa vị thanh văn độc giác, thì không thể viên mãn thần thông Ba La Mật Đa. Nếu nhất định không thể viên mãn thần thông Ba La Mật Đa, thì không thể tự tại du hí với các thần thông. Nếu nhất định không thể tự tại du hí với các thần thông, thì không thể viên mãn bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa. Nếu nhất định không thể viên mãn bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, thì không thể từ cõi Phật này đến cõi Phật khác gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn. Nếu nhất định không thể từ cõi Phật này đến cõi Phật khác gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thì không thể lắng nghe thọ trì chánh pháp với chư Phật và trồng các căn lành. Nếu nhất định không thể lắng nghe thọ trì chánh pháp với chư Phật và trồng các căn lành, thì không thể thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Nếu nhất định không thể thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thì làm sao có thể chứng đắc trí nhất thiết trí, vận chuyển pháp luân vi diệu độ chúng hữu tình? Phật dạy: Này thiện hiện, như ông đã nói, nếu các phàm phu và các thánh giả cùng tất cả pháp tánh bình đẳng không khác nhau, làm cho tất cả pháp các hữu tình có tướng khác nhau nên tánh cũng phải khác nhau và pháp tánh cũng phải khác nhau, thế thì làm sao đối với các pháp các tướng khác nhau này có thể an lập pháp tánh vào nhất tướng? Các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, làm sao chẳng phân biệt pháp và hữu tình có tánh riêng biệt? Ý ông thế nào? Pháp tánh của sắc uẩn là không tánh phải không? Pháp tánh của thọ tưởng hành thức uẩn là không tánh phải không? Nói rộng cho đến pháp tánh của hữu vi là không tánh phải không? Pháp tánh của vô vi là không tánh phải không? Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy, tất cả pháp tánh đều là không tánh. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Ở trong không tánh có tướng khác của pháp vân vân là có thể đắc không? Đó là tướng khác của sắc uẩn là có thể đắc không? Tướng khác của thọ tưởng hành thức uẩn là có thể đắc không? Nói rộng cho đến tướng khác của pháp hữu vi là có thể đắc không? Tướng pháp của pháp vô vi